Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh đọc truyện mình. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp chương 5 của bộ truyện Nhân Cách Nguy Hiểm nha. Được chưa? Chị Thanh dùng hành động thực tế bày tỏ không muốn phối hợp với em ta. Không có việc gì thì tôi cút. Ông đừng mất kiên nhẫn. Tôi nói với ông này, ông như thế sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Chị Thanh, cúp đây. Thân đã. Bên Quý Minh Nghệ là cực kỳ sáng sủa. Ai không video trong điện thoại. Quay rồi. Ốc. Là cái gì? Em ơi. À, củ ấu. Cái này ăn đấy hả? Cả chơi á. Sáng đôi là nhiều áo gì cái này à? Cứng ấy. Thank you. Thế nào ấy? Cắn đôi ra. Ok. Không phải ăn. Cẩn đấy. Rau răng. Cắn kiểu gì đấy? Cắn vào giữa chỗ này. Đúng rồi. Xong rồi cắn hai bên khác là được. Này. À. À. Hai bên á. Xong rồi cắn một cái này như thế nào nữa. Mà hên xui nhá. Khiếp, cắn ở dưới ngoài đâu mới đến mức gãy răng. Cố gắng quá. À. Đi, ấu chả đi ăn, răng thấy cái. Có cái quét nào được không ạ? Để thử tóc nha mọi người. Thế hả? Quá, có hiếp tóc thì chị em nhá. Đặc sản quê ai đây? Quê ăn nhá. Ok. Này là một tay làm neo biết không biết làm neo à. Em biết sơn có em sẽ khác móng các gì nhau không à. Tình mi mi làm giống linh còn neo vậy chứ sao có úp một lần rồi không làm quen đấy nhìn ra thì linh bên quý bên quý minh nhẹ lại cực kỳ sáng sủa hai không video trên điện thoại giống như ban ngày. Ơ, vị cũng ngay phết nhỉ? Vị nóng lạ lạ. Họ cứng điên. Cụ già nó cứng điên. Đó. À. Cụ già quá à. Đó. Ui. Ừ, và nó buồn kinh. Cái này mình phải cần chắc mọi người. Khoan đã. Bên Quý Minh Nhuệ lại cực kỳ sáng sủa. Hai không video trong điện thoại giống như một ban ngày, một ban đêm. Rõ ràng là cùng một múi giờ nhưng lại tạo cảm giác tận múi giờ. Ông vẫn chưa trả lời tôi. Đến bệnh viện bác sĩ nói thế nào? Chỉ thanh chỉnh kênh. Màu xanh đậm lấp vé trên người anh. Bác sĩ nói, ông ấy cũng không có tự tin lắm. Chắc đi mọi người. Ừ, chắc. Đây là sự thật, nhưng mà bác sĩ bây giờ nói chuyện cũng quá thẳng thắn rồi đó. Với lại, ông gặp chúng tên điên gì vậy? Hắn bị điên, không có gì đáng nói. Quý Minh Nhuệ muốn nói thực ra ông cũng không bình thường đâu. Đây là hoàn thành sau đó của anh không? Nên tao không dám. Vậy được. Em không sao là tốt rồi. Tôi đang nói chuyện. Quý Minh Nhẹ cầm điện thoại lên xe. Lúc khởi động xe nói, tôi còn phải đi tuần. Lát nữa lại nói tiếp. Chỉ Thanh không quan tâm. Bữa cơm lần trước khiến anh cảm nhận sâu sắc bản chất công việc của Quý Minh Nhẹ. Anh đặt đồ điều khiển xuống. Gần hết một cái nút này rồi, trước rồi. Cuối cùng, cái truyền hình dừng lại ở một chương trình tình cảm. Lại là nhà nào quậy đi ngon à? Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong, đọc xong bản truyện này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. Nhưng mà nó đâu hết màn hình đâu em.